Tiền thông châu Á nói sốc về trận thua cay đắng của đội tuyển Việt Nam trước Iraq ở phút cuối cùng. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Iraq đã diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn tại sân vận động Mỹ Đình. Dù được tổ chức trên sân nhà và với sự cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ, nhưng đội tuyển Việt Nam đã không thể bảo toàn được tỷ số hòa và chấp nhận thất bại cay đắng 0-1 trước đối thủ mạnh từ Tây Á. Huấn luyện viên Philip Troussier đã có những sự điều chỉnh đáng chú ý trong đội hình xuất phát khi ông quyết định không sử dụng một số trụ cột như Hoàng Đức Hùng Dũng và thậm chí là Bùi Hoàng Việt Anh. Thay vào đó ông đã tin tưởng vào những cầu thủ trẻ và Quế Ngọc Hải trở lại với vai trò đội trưởng. Trận đấu bắt đầu với lối chơi pressing mạnh mẽ từ phía đội tuyển Iraq, khiến đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn trong việc triển khai bóng và phải lùi về phòng ngự. Các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã thi đấu quả cảm và nỗ lực cản phá những đợt tấn công của đối thủ. Tuy nhiên, họ vẫn không thể tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng trước một Iraq lấn át về mặt thể hình và kỹ thuật điểm nhấn của trận đấu nằm ở những phút cuối cùng khi đội tuyển việt nam đã cố gắng giữ vững hàng phòng ngự trước sức ép dồn dập từ phía iraq tuy nhiên sự cố gắng ấy là không đủ khi kahim cầu thủ của iraq đã chớp thời cơ ghi bàn thắng duy nhất ở phút bù giờ thứ 6, qua đó chấm dứt hy vọng của đội tuyển việt nam trong một kết quả không thể ngờ tới sự thất vọng không chỉ hiện lên trên khuôn mặt của các cầu thủ và ban huấn luyện mà còn lan rộng đến người hâm mộ và truyền thông châu á truyền thông châu á đã bày tỏ sự ngạc nhiên và thất vọng khi chứng kiến đội tuyển Việt Nam với tinh thần chiến đấu cao và sự ủng hộ từ khán giả nhà lại không thể giữ vững lưới trong những phút cuối cùng của trận đấu. Một số tờ báo nhấn mạnh vào việc huấn luyện viên Chu Dê cất hàng loạt trụ cột trên ghế dự bị. Điều này có thể đã ảnh hưởng đến sức mạnh và sự ổn định của đội tuyển. Sự đánh giá cao về mặt chiến thuật và quyết định của huấn luyện viên Chu Dê từ trước trận đấu cuối cùng đã không thể giúp đội tuyển Việt Nam giành được kết quả tích cực. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Iraq đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ truyền thông châu Á với nhiều nhận xét và phân tích sâu sắc từ các báo lớn trong khu vực. Tờ Thể thao châu Á Tờ báo này nhấn mạnh vào sự lựa chọn chiến thuật của huấn luyện viên Chu Dê, đặc biệt là quyết định giữ nhiều trụ cột trên ghế dự bị. Họ đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các cầu thủ trẻ Việt Nam, nhưng cũng chỉ ra rằng việc thiếu vắng kinh nghiệm ở những trận cầu lớn có thể đã ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu. Tờ Kênh Thể thao Đông Nam Á Tờ báo này tập trung phân tích về khía cạnh kỹ thuật và tình hình ở trên sân. Họ chỉ ra rằng đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt trong phòng ngự nhưng thiếu sự sáng tạo và hiệu quả trong tấn công. Bài viết cũng nhấn mạnh vào sự lấn lướt về thể hình và kỹ thuật của đội tuyển Iraq, khiến đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn trong việc kiểm soát bóng và phát triển lối chơi. Tờ bóng đá châu Á tờ này nhận xét rằng đội tuyển Việt Nam đã thi đấu với tâm thế cẩn trọng và phòng ngự chặt chẽ nhưng thiếu đi sự sắc bén cần thiết để có thể ghi bàn. Họ cũng khen ngợi phong độ và sự tự tin của các cầu thủ Iraq, đồng thời chỉ ra rằng đội tuyển Việt Nam cần phải cải thiện nhiều hơn nữa về mặt tấn công nếu muốn đạt được thành công ở cấp độ quốc tế. Tờ tin tức bóng đá châu Á. Tờ báo này phân tích về cách mà đội tuyển Iraq đã áp đặt lối chơi của mình lên đội tuyển Việt Nam. Họ nhấn mạnh vào việc Iraq đã sử dụng hiệu quả thể hình và kỹ thuật để kiểm soát trận đấu, đồng thời chỉ ra rằng đội tuyển Việt Nam cần phải cải thiện về mặt thể lực và chiến thuật để có thể cạnh tranh với các đội bóng hàng đầu châu Á. Sự thất bại này không chỉ là một cú sốc về mặt điểm số mà còn là một bài học đắt giá cho đội tuyển Việt Nam trong quá trình hướng đến những mục tiêu lớn hơn ở tương lai. Trận thua trước Iraq chắc chắn sẽ là động lực để thầy trò huấn luyện viên Chu rút ra những bài học cần thiết nhằm cải thiện và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Huấn luyện viên Chu đã gây bất ngờ khi không sử dụng Hùng Dũng và Hoàng Đức tại hàng tiền vệ. Vậy tại sao vị cầm quân người Pháp lại tin dùng Thái Sơn và Tuấn Anh? Người hâm mộ giới chuyên môn đã ngã ngửa khi nhìn vào đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam ở hai trận gặp Philippines và Iraq tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Huấn luyện viên Philip Chuze đã gây bất ngờ lớn tại hàng tiền vệ khi sử dụng Thái Sơn và Tuấn Anh, trong khi hai quả bóng vàng Việt Nam 2019 và 2021 bất ngờ bị đẩy lên băng ghế dự bị. Huấn luyện viên Philip Chuze đã bị chỉ trích ngay khi trận đấu còn chưa diễn ra. Tuy nhiên sau 90 phút tại Resan Memorial, người hâm mộ đã phần nào hiểu được quyết định của vị cầm quân người Pháp. Có thể khẳng định trận đấu hay nhất của huấn luyện viên Philippe Joue với đội tuyển Việt Nam là ở cuộc đối đầu gặp đội tuyển Syria tại FIFA Days tháng 6. Đội tuyển Việt Nam khi ấy cũng ra sân với bộ đôi tiền vệ trung tâm là Thái Sơn và Tuấn Anh. Kết quả là Thái Sơn đã có màn ra mắt đội tuyển Việt Nam ấn tượng, trong khi Tuấn Anh được giới chuyên môn nhận xét trận đấu với Syria là 90 phút hay nhất trong sự nghiệp của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Đối đầu với Iraq tối 21 tháng 11, huấn luyện viên Philip Chuze tiếp tục lặp lại điều tương tự ở tuyến giữa của tuyển Việt Nam. Thái Sơn và Tuấn Anh một lần nữa sát cánh cùng nhau nơi tuyến giữa. Có lẽ huấn luyện viên Philip Chuze muốn Tuấn Anh được đá tự do hơn, phát huy được điểm mạnh hỗ trợ tấn công và chơi như một số tám nhô cao. Để làm được điều này, trong tay vị cầm quân người Pháp phải có một tiền vệ đa năng, vừa phải biết hỗ trợ phòng ngự, vừa phải biết điều tiết nhịp độ trận đấu. Ngoài ra còn phải biết chia bài và phát động tấn công tốt từ phần sân nhà. Trong tay huấn luyện viên Philip Chuze có hùng dũng, nhưng có lẽ ông cần một cái tên trẻ trung hơn, giàu thể lực hơn và nhiệt huyết hơn. Thái Sơn là gương mặt không thể phù hợp hơn. Trong lần đầu tiên ra mắt đội tuyển Việt Nam ở giải đấu chính thức, Thái Lan đã chơi đầy chững chạc. 90 phút ấn tượng trước Philippines là nền tảng để anh tiếp tục được huấn luyện viên Philip Chuze trao cơ hội trước Iraq. Còn về Tuấn Anh, có thể nói đây là quân bài không thể thay thế của vị cầm quân người Pháp tại tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo là một trong những huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Mở đầu cho giai đoạn vàng son của ông Park và bóng đá Việt Nam chính là vị trí Á quân U23 châu Á năm 2018. Khi đó U23 Việt Nam sở hữu thế hệ cầu thủ tài năng như Quang Hải, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng và không thể thiếu những cái tên xuất sắc thuộc khóa 1 học viện Hoàng Anh Gia Lai như Văn Toàn, Công Phượng Hồng Duy, Văn Thanh, Xuân Trường. Tuy nhiên Tuấn Anh lại không ở đó để cùng làm nên chiến tích tại Thường Châu Tuyết Trắng của Trung Quốc. Ngay từ khi bắt đầu, tiền vệ tài hoa này đã không có duyên với huấn luyện viên Park Hang-seo. Và cũng trong năm 2018, đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup sau 10 năm dài chờ đợi. Tuấn Anh cũng không góp mặt. Khi các đồng đội cùng trang lứa đang tận hưởng những khoảnh khắc vinh quang, tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai vẫn đang phải vật lộn với chấn thương. Kể từ sau thành tích lọt vào top 8 đội mạnh nhất châu Á ở Asian Cup 2019, Tuấn Anh mới trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam. Với tài năng của mình, tiền vệ 28 tuổi này vẫn được huấn luyện viên Park Hang-seo trọng dụng trong giai đoạn sau đó. Tuy nhiên, sự mẫn cảm với chấn thương dẫn đến quá trình thi đấu nhiều lần bị gián đoạn, khiến cầu thủ quê Thái Bình xa sút đặc biệt về mặt thể lực. Lối đá ưa thích của ông Park là phòng ngự và phản công nhanh, sử dụng nhiều đường bóng dài và đòi hỏi cầu thủ phải có nền tảng thể lực bền bỉ trong khi Tuấn Anh thì không đáp ứng được yêu cầu này. Chính vì vậy, thời gian mà tiền vệ sinh năm 1995 xuất hiện trên sân cứ dần ngắn đi trong hai năm cuối của huấn luyện viên Park Hang-seo với đội tuyển Việt Nam. Cho đến lúc này, khi mà đội tuyển Việt Nam được tiếp quản bởi huấn luyện viên Philip chu kể từ đầu năm 2023, Tuấn Anh đã cho thấy sự hồi sinh một cách mạnh mẽ. Hoàng Anh Gia Lai dù chơi không hay ở đấu trường V-League, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến một suất lên đội tuyển quốc gia của Tuấn Anh. Trải qua ba đợt FIFA Days Tháng 6, tháng 9 và tháng 10, tiền vệ Sinh năm 1995 luôn có mặt trong danh sách đội tuyển Việt Nam và ra sân 5 trên 6 trận giao hữu. Trong thời gian gần đây, Tuấn Anh ít khi gặp chấn thương, điều này tạo điều kiện cho cầu thủ này được ra sân đều đặn trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai. Từ đó anh có thể giữ được cảm giác bóng tốt và duy trì nền tảng thể lực. Tuy nhiên yếu tố quyết định khiến tiền vệ 28 tuổi được huấn luyện viên Chu Dê chấm chính là sự phù hợp. Một đội bóng ưu tiên kiểm soát bóng thực hiện nhiều tình huống phối hợp nhóm và đòi hỏi cầu thủ phải sử dụng triệt để kỹ thuật cá nhân. Được xem là mảnh đất màu mỡ để Tuấn Anh có thể thỏa sức tung hoành. Tuấn Anh có thể không mạnh trong khâu tranh chấp, nhưng về khả năng thoát pressing, phân phối, cầm nhịp thì tiền vệ 28 tuổi này luôn được xếp trong top đầu của bóng đá Việt Nam. Ở trận đấu gia quân với đội tuyển Việt Nam vòng loại thứ hai World Cup 2026, Tuấn Anh được trao chiếc băng đội trưởng. Điều này là minh chứng rõ nhất cho niềm tin mà huấn luyện viên Chu Dê dành cho tiền vệ quê Thái Bình. Chưa hết, trước đối thủ cao to, giàu sức mạnh như Philippines, Tuấn Anh chơi trọn vẹn 90 phút, điều thực sự hiếm thấy dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo. Hành trình vòng loại thứ hai World Cup 2026 vẫn còn dài. Hy vọng Tuấn Anh sẽ tiếp tục thi đấu xuất sắc để giúp đội tuyển Việt Nam đạt được mục tiêu.